Ok. Chào Ni, hôm nay đọc một mạch Facebook của Ni, mỗi ngày đều đọc sơ qua, đọc đến câu chuyện Little Story lúc Ni mới qua Mỹ, thì thật sự mình thấy xấu hổ cho bản thân mình quá. Thể dục thì không bao giờ tập, tốt nghiệp đại học xong an phận với một công việc part-time, nhẹ nhàng giờ đã bỏ 5 năm uổng phí, không trao đổi kiến thức. Giờ nghĩ đến việc học tiếp thì nhìn xuống GRE để học Master thì thấy mình mơ màng quá. Thật ra những lần đọc các bài video chia sẻ tập thể dục của Ni mình cũng nhột lắm, nhưng lấy lý do là mình bị đau chân, không có thời gian, trong khi mình là tỷ phú của thời gian, bị giãn tĩnh mạch nên lại thôi. Ni bận thế mà chịu khó trả lời các bạn mỗi thứ tư với một thái độ cực kỳ dễ thương. Mình cũng thu hoạch rất nhiều từ live videos. Nhìn lại bảng nào mình cũng có vấn đề, con gái mình 5 tuổi nhưng có 36 pounds mà thôi. Vợ chồng thì hay giận nhau, sức khỏe thì yếu mà hay bị stress nghiêm trọng. Thể dục thì không bao giờ tập, nên giờ không biết phải bắt đầu từ đâu. Công việc ổn định đúng chuyên môn nhưng chỉ là part-time. Mình sẽ từ từ nghiên cứu các bài viết của Ni để tìm ra câu trả lời cho mình. Chị hỏi Ni một điều là Ni có thể truyền cho mình một chút năng lượng tích cực từ Ni bằng cách cho mình một vài lời khuyên được không? Nếu được thì tùy sự cảm nhận của Ni, khuyên về mảng nào hay bất cứ điều gì. Cảm ơn Ni thật nhiều, một cô gái làm mình không phục nhiều thứ. Chúc Ni ngủ ngon. Giờ dậy rồi. Ok. Đây là một cái vấn đề cũng gọi là rất là phổ biến ở phụ nữ chúng mình, đúng không? Đặc biệt là những người phụ nữ đã sinh con, rồi sau khi sinh con xong, ổn định việc con cái thì mình không biết mình nên bắt đầu như thế nào. Ni cũng đã từng ở cái giai đoạn đó, cũng bị depressed một thời gian. Nhưng mà quan trọng hơn tất cả đó là Ni biết sắp xếp cái priority của Ni. Như lần trước Ni chia sẻ, mỗi người chúng ta trong từng thời điểm ở cuộc đời mình cần biết priority của mình là cái gì. Chẳng hạn khi mà Ni còn trẻ đó, còn đang đi học college này nọ, thì priority của Ni lúc đó là đi học, phải không? Là career, sau đó là family, sau đó là relationship của Ni với lại làm mà ông xã của Ni là bạn trai của Ni lúc đó. Rồi sau, bây giờ bao nhiêu năm trải qua hết tất cả thì bây giờ Ni đang ngồi trước các bạn và priority của Ni hiện tại thì nó khác của Ni ngày xưa. Ni bây giờ đấy, priority number one của Ni đó là mối quan hệ của Ni và ông xã của Ni phải tốt. Tại vì Ni quan niệm như thế này, hai vợ chồng là thuyền trưởng của một cái chiếc thuyền gia đình đang có. Và hai người mà không có tâm đầu ý hợp thì là chiếc thuyền đó nó sẽ chao đảo. Các con của Ni sẽ không có thể hạnh phúc được nếu như mà hai vợ chồng lục đục. Cho nên number one vẫn là mối quan hệ của hai vợ chồng với nhau. Tiếp đến đó là con cái, là gia đình chung, gia đình lớn. Và cuối cùng đó là career của Ni. Thì trong tất cả những cái quyết định mà Ni làm mỗi ngày đó, nó có theo thứ tự đó. Ví dụ Ni biết là ồ Ni làm cái này thì con của Ni nó sẽ bị ảnh hưởng thì Ni không làm. Rồi là Ni cứ theo đó mà Ni Ni thực hiện thôi. Bây giờ bắt đầu như thế nào? Như cái bạn này đó là bị đau khớp, đau mỏi cơ này nọ. Thì một cái điều đó mà Ni nghĩ là cái priority Ni vừa chia sẻ có ba thứ chứ gì? Ba thứ đó Ni chỉ thực hiện được khi và chỉ khi Ni ok, khi mà chỉ khi là Ni happy, Ni yêu bản thân của mình đủ để mình có sức và mình làm ba cái điều đó. Cho nên á, trước khi mà Ni có thể tấn công vào ba cái priority của Ni, Ni phải yêu bản thân của mình trước cái đã. Ni phải happy, Ni phải thoải mái. Và để mà tìm được cái sự cân bằng về tâm lý, về cơ thể, về tâm hồn, hết tất cả mọi thứ thì là mình cần một cái đó là các bạn có thể bắt đầu yoga. Yoga là cái mà nó đơn giản, ai cũng có thể tập được. Bác sĩ ở vật lý trị liệu người ta sử dụng cho các bệnh nhân của người ta bị tai nạn xong và người ta bắt đầu lại, không để cho các cơ mình nó luyện tập quen thì người ta dùng được, không có lý gì mà mình không làm được, đúng không? Cho nên hãy đứng lên, hãy bước ra khỏi căn phòng của nhà mình và hãy tìm một cái gym nào đó gần nhà mình để đi tập yoga. Khi mà mình dành 1 tiếng đồng hồ
mỗi ngày nếu được, còn không thì 3 tới 4 lần một tuần, thì tự động ấy, cái đầu óc của mình nó sẽ thư thái hơn. Và sau đó là mình cảm thấy là mình you did something good, mình làm cái gì đó nó hữu dụng, ít nhất là cho bản thân mình. Và sau cái khoảng thời gian, một ít thời gian mà mình làm cái yoga hoặc là body flow, đối với mình thì không tập yoga mà đi tập body flow, ít nhất là một lần một tuần, không thì hai lần thì là ok nhất. Thì đó là cái khoảng thời gian mà Ni không có phải suy nghĩ về chồng, không có phải về con đi ăn gì, không có phải suy nghĩ là công việc của Ni ra sao. Một tiếng đó chỉ là nghĩ là động tác tiếp theo là mình soạt làm sao cho nó đúng. Mình đưa tay đưa chân làm sao cho nó ok, mình phải thở làm sao để cho nó ổn. Thì là mình cho cái cơ đầu óc của mình á một thời gian để nghỉ ngơi ha. Đó là điều cần thiết. Và từ đó đó, sau khi mà mình thấy mình cân bằng lại rồi đó, thì mình sẽ nghĩ là ok, bây giờ mình có muốn đi học lại nữa hay không, cái việc đó là có cần thiết hay không, hoặc cái chuyên môn của mình nếu mình không đi học nữa thì mình vẫn có thể tiến xa hơn nếu như mà mình thực sự cố gắng đó. Thì mình hoạch định ra cái kế hoạch đó, rồi sau đó tấn công vào number one ngay lập tức, đó là mối quan hệ của mình và ông xã của mình. Bây giờ chúng ta sau có một cái khoảng thời gian đã có khoảng cách, không ai nói chuyện với ai, cãi nhau nhiều, hoặc là chỉ nói những câu xã giao như là ồ hôm nay sao, khỏe không, đi làm sao, những câu mà bạn bè có thể hỏi nhau được, thì là vợ chồng mình phải hỏi nhiều hơn thế nữa, đúng không? Mình phải gọi là emotional connection, nó phải sâu sắc hơn chỉ là những cái câu hỏi thông dụng như vậy. Thì bây giờ chúng ta đã có một cái vấn đề, một thời gian không được đề cập tới, ai cũng ngán. Thì bây giờ chúng ta phải lôi cái vấn đề đó ra và cả hai đối diện với sự thật. Mình phải nói với nhau rằng đó, cái mối quan hệ này nó cực kỳ quan trọng đối với em, và em muốn ở bên cạnh anh cho tới suốt cuộc đời này. Em không biết là mình có làm được hay không, nhưng mà nếu mà anh giúp em đó, hoặc nếu như mà anh cũng có cùng một cái suy nghĩ đó với em đó, thì là mình có thể ha. Rồi, thì khi mà mình đề cập đến cái vấn đề đó thì mình sẽ nói là bây giờ mình không có đổ lỗi cho nhau, mà mình ok, đối diện lại với cái vấn đề của mình, và mình phải thành thật, mình có lỗi thì mình phải nhận, và mình nói theo cái tinh thần đó là học hỏi lẫn nhau. Từ vì như nào, when you want it to work, when you try to make it work, it's much better than you attack the person. Mình đừng có tấn công người đó, mình chỉ tấn công cái hành động đó thôi. Chẳng hạn như hả, em vẫn yêu anh vì những cái tính này của anh, nhưng cái hành động này, chẳng hạn như là cái việc này thì em thấy nó không có hợp lý, thì mình đó đừng có tấn công con người ta mà con người ta bị tổn thương. Mình chỉ thấy cái hành động này nó không có ổn thôi. Như anh la em như vậy là em thấy là bị đau lòng đó, bị tổn thương đó, anh chỉ nói nhẹ nhàng thôi, từ vì anh là một người nhẹ nhàng mà, nói vậy đi, tuy là không nhẹ nhàng cứ phăng ra mà nói. Rồi cái mối quan hệ đó nó ổn rồi đó, khi mà mình biết vấn đề và mình biết đối diện với cái vấn đề đó, và bằng cách là thành thật học hỏi lẫn nhau để mà mình cùng tiến lên phía trước, thì nó sẽ ổn hơn rất là nhiều. Khi mà mình chỉ dừng lại và chỉ trích nhau thì nó sẽ không có đi đâu hết. Rồi tiếp theo sẽ là về vấn đề con cái. Thì ở phía đầu của cái live này, Ni có nói một chút về vấn đề nuôi dạy con. Mình đừng nghĩ là mình là người biết tuốt. Ni học từ con trai của Ni rất là nhiều thứ. Và con trai của Ni mới gần 5 tuổi thôi, nhưng mà mới ngày hôm qua là nói chẳng hạn như là con không có thích khi mà người khác chọc con, là con bị cranky, con hơi là khó chịu, nhiều khi bị hỗn á, mà mình thì không muốn con như vậy đối với ông bà. Nhưng mà thì mình mới nói là con lúc nào mà ai mà chọc mẹ đó là mẹ cứ cười à, mẹ ai chọc ba là ba cũng cười à, đâu có sao đâu con. Cho nên khi mà người ta chọc con thì con cứ cười đi, không có sao hết. Thì con mới nói là but we all different mom, mẹ ơi mỗi người mình đều khác nhau hết mà, cho nên là người ta chọc mẹ cười thì là mẹ con, người ta chọc con không thích, thì mình thấy nó cũng có lý. Thì không lẽ bây giờ mình la nó sai không? Không có la, chỉ là thì đúng rồi, thì đúng là mỗi người chúng ta đều khác nhau, nhưng mà nếu khi mà mình cười đó, mình thoải mái đó, thì là sẽ trước khi là mình không có buồn này, thứ hai là mình không có hỗn thì làm cho người khác buồn này, còn khi mà mình không thích mà mình thể hiện thái độ ra ngoài đó, ví dụ như con nói gì mẹ mà mẹ không thích, cái mẹ cầu nhau với con hoặc mẹ la con vậy con có thích không, thì con sẽ nói là con không thích đó, thấy không? Thì là mình sẽ
đề cập tới vấn đề thêm một cái góc độ khác mà nó hợp lý hơn, mà nó không là bắt buộc đối với con người chúng ta, nhỏ hay lớn, bắt buộc là điều phản đối hết. Các bạn hãy nhớ lại thời tuổi trẻ của mình đi, ba mẹ mình muốn mình làm cái gì đó, ba đây anh hùng, ta không làm, đúng không? Cho nên là cũng áp dụng lại cái cách nghĩ đó đối với các con của mình thì chúng ta sẽ đỡ được nhiều lắm. Ok, chắc là sắp đến thời gian phải đi rồi các bạn ơi. Các bạn ơi,